Everybody, welcome to Helver Today. Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Helver Today. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game mà vừa lạ. Ok, ui có lát ngoại truyện nữa hả? Con nhiệt huyết giang hồ nha anh em ơi. Lâu lắm rồi trên kênh mình không thấy con này luôn. Ok. Chơi con đao khách đi. Ok. Của Okami à. Ok, ok, ok. Vô game. Sáng nay nghe nói em nó có server mới 54. Đó là vào quẩy ha. Tính ra con này sống thọ lắm rồi đó anh em ơi. Rồi rồi, đầu vô thì chắc để cho nó chạy cái nhiệm vụ tân hữu đi ha. Khoan từ từ. Đầu game, nguyên liệu bánh. Ủa cái gì đây? Cua nhưỡng cam tăng ngang ship sử dụng tăng 2000 mấy. Level 60 đến. À trên level 60 mới có thể dùng được túi đồng đen. Rồi ok rồi rồi rồi. Phúc lợi điểm danh nè ha. Rồi túi giang hồ quà cuối tuần rồi quà đăng nhập. Ok, phúc lợi sự kiện tài phú. Rồi. đến với thông tin server đi các bạn ơi. Đây, chúng ta có nhiệt huyết giang hồ 3D Okami 9 giờ ngày 6 tháng 4 khai mở server 54 Kim Long. Khuyến mãi nạp vàng tặng thêm 100% móc nạp mừng up bên. Chi tiết hưởng tích nạp vàng up bên ha. Nạp 1 triệu 500 nghìn vàng nhân vàng nhân 1 triệu rưỡi nè. Thiên kim dưỡng khí tán nhân 4 nè. Mảnh thần binh vạn năng nhân 80 nè ha. 45 triệu bằng vàng nè ha. Rồi 61 triệu. Ok, đá chúc phúc đồ cái kiểu con đà điểu. Rồi khuyến mãi 300% nạp đầu. Nạp vàng khuyến mãi 300 đến 600. Ok, đua top rồi cái gì ngoài động đổi quà nè ha. Phạm vi sử dụng S1 đến S54 hả? Ám khảo rồi cái này nhiều quá. Bộ code của game này ở đâu mất tiêu rồi ta? Ui. Mấy con hú này đẹp quá. Ui cánh đồ quá trời luôn kìa. Đua top. Đua top được gì ta? Top 1 được rương tự do hú cưỡi phượng nhân 3. Rương tự do skin hú cưỡi phượng nhân 3. Rương tự do hời trang long nhân 2. Quà ấm áp tự chọn thiên nhân 30. Quà ấm áp tự chọn địa nhân 30. Vàng 300 triệu. Xu ấm áp 2004. Bảo châu nhân 2004. Long hồn nhân 500 ngàn. Rất nhiều luôn. Rồi đăng nhập hàng ngày nữa nè. Quà cuối tuần nhận vàng. Rồi xu Okami. Rồi kim long bồ đệ tử nè. Rồi sale khuyến mãi 4 tháng 4 nè hả? Ui. Ngon. Sự kiện tiêu vàng nè các bạn ơi, rất nhiều luôn. Chúc mừng rồi. Ok, rất nhiều rất nhiều. Rồi, chắc là phải để đây heo treo cho nó chạy lên level cao hơn, mở thêm tính năng cái các bạn ơi. Giờ đâu rồi ta? Nó có cái bài hướng dẫn anh em để đi coi cái, đợi tí. À tự nhiên hồi nãy lướt lướt thấy có bộ code này các bạn. Bộ code. Ok, nhận 60 triệu. Chúng ta nhận bộ tôi đang ở đâu ta? 54. À nó xài ID hả? Vậy là phải nhập bộ code vô để mở VIP, mở đồ cái đã. ID nhân vật. Chà, cái ID dài dữ ta. Rồi, cho nó qua đây.
54123419. Ok. Ok, thành công. Rồi, phải nhập lại hả? 54123419. Ok. Rồi đây. Đó, nhập vô ok luôn. Sử dụng được S50. À, cái này chỉ S50 thôi hả? Ủa. À, vậy là nếu vậy là xe bờ mới là nó sẽ kim long là để kim long. Ok ok. Rồi. 54123419. Ok. Đúng rồi, vậy là S54 kim long. Đúng rồi. 54123419. Rồi nha. S54 kim long. Ok luôn. Rồi vô coi code cái nè các bạn ơi. Ở đây những khuyến mãi ưu đãi đồ quá trời nè ha. Rồi hướng dẫn nhận VIP 16, đăng ký tài khoản iOS trên gớt vàng, hướng dẫn nạp bí kíp gì đây, đầy đủ nè ha, hướng dẫn rất nhiều luôn. Rồi tổng hợp hướng dẫn tân hữu nè ha. Gì hướng dẫn VIP rồi hướng dẫn nhiệm vụ phi hăng nè. Trời ơi quá trời luôn. Đâu rồi, tuổi đâu nè ha, có hư nè ha, quà tân hữu nhận nè, nhận nè. Ôi có hú cưỡi luôn, ôi su VIP 16 luôn đây, cắn đấy. Rồi ủa ủa cái túi đâu rồi ta, 50 dùng luôn, dùng luôn. Ồ, thuần phục luôn đó. Ôi có con bét rồng luôn, thiên dưỡng gì tà le hồng me hết nọc. Cái này chưa, này không cần mở. Cái nào túi đầy rồi hả? Ôi men, ở đâu túi còn nhóc mà đầy gì? À, thú cưỡi. À, có con ngựa nữa hả? Ồ, thôi để nó đi. Này, đây, rồi hết chưa? Này, sử dụng dùng nó lên VIP 10, mười mấy luôn, 16 luôn. Ok, giờ em sẽ chạy nhiệm vụ cho nó lên level nhanh hơn đấy nha. Rồi nãy giờ cũng treo máy lên được level 19 nè các bạn. Đó, coi cái ảo hóa đẹp ghê chưa. Ôi ôi. Đấy, nạp đầu luôn rồi nha các bạn ơi. Nạp đầu 25k là có đầu ngon, đầu xịn liền. Ở đây quà online nè ha, quà tăng cấp nè ha. Rất nhiều kim nguyên bảo đen cái kiểu con đà điểu. Ở đây sự kiện nè, đó, có mấy cái bãi quái trên nè, dùng bánh Okami nè. Bánh Okami các bạn vào tiệm, các bạn cắn cái thẻ tháng, các bạn cắn thẻ ưu đãi. Xong là các bạn vào cái phần nạp. Đó, nạp đây phúc lợi nạp là đây thẻ tháng. Đó, nó sẽ có một cái bánh Okami nhưng mà level 30 lận. Em tính treo lên tới trên đó nhưng mà nó xa quá. Nên thôi. Đây quà nạp nè ha. Đó, nạp đầu cũng quà khá ngon nha anh em ơi. Nè, nạp đầu 25.000 là được 2, 4, 6, 1 triệu rưỡi kim nguyên bảo rồi đó. Quà cũng khá là rẻ nha. Rồi ủa đang chui đâu đây? Cái này cái gì đây? Sử dụng hỡi lực hả? Ok, trang bị đâu nè, nó nhận được một bộ trang bị khi nạp đầu ngon lành cành đào liền. Ok ok. Rồi đây mở VIP là chạy nhiệm vụ là dịch chuyển đồ nhanh hơn luôn nè các bạn. Đó. Ok rồi, giờ là đánh là chạy nhiệm vụ là ngon ơ luôn. À tìm hả? Ok, giờ là chạy nhiệm vụ là bao phê hả? Cái này đó. Rồi dịch chuyển luôn, đầu vô là cho con bét khá hôm bơ. Dịch chuyển luôn. Quà nạp đầu ngon nha các bạn ơi, được một bộ ấy. Đâu rồi? Quà nạp đầu hoàn trả, nạp liên tục. Ok, đây nhận quà đây nữa nè.
này quà tích nạp phúc lợi. Ủa cái quà nạp đầu hồi nãy nó nằm đâu quên mẹ nó rồi. Nói chung là quà nạp đầu, hồi nãy đây có cái chỗ quà nạp đầu nè, hình như ăn mẹ nó rồi, không thấy nữa. Ok, vòng quay đồ này nọ rất nhiều luôn. Rồi trong tiệm là bán tọ kỵ, bán thần binh đồ nè ha. Rồi đá A-ship thần binh đồ nữa nè. Đó. Rồi hệ tháng ưu đãi ở đây có thời trang đồ nè. Tùy anh em đó, thích bộ nào thì mình mua về mình trải nghiệm. Ở đây gia viên đồ rất là nhiều thứ, vàng đồ này nọ, đây vàng khóa, đây vàng thường, đó thần binh đồ nè ha, rồi thời trang đồ nè. Ôi không, nãy mình quên chọn nhân vật nữ, chán thiệt chứ, hồi nãy chọn nhân vật nữ là ngon ơ rồi. Trời ơi, chọn nhân vật nam. Ê, giờ vô đây dùng cái nè. Rồi đây, khởi động, xác định, dùng luôn. Ok. Rồi cơ bắp lực lưỡng luôn bầu ơi. Giờ thì chạy ải đồ, nhiệm vụ đồ cho nó lên level 30. Xong rồi mình cắn cái đá Okami nữa là đẹp nha các bạn à. Đó, nâng đồ, đồ hành binh, đồ chịu luôn. Đó, triệu hồi, xuất chiến. Đó. Game này tính ra là một thời gian khá lâu rồi trên kênh chúng ta mới có lại. Trời ơi à. Tính ra là mấy tháng mới có một lần á. Server game này cũng lâu lâu mới mở chứ không phải là mở thường nha các bạn ơi. Nên là anh em nào có chơi thì có thể kéo xuống bình luận ha. Dưới đó có hết luôn. Được thì mình trải nghiệm quà nạp đầu. Cho trên quái trên nải đồ nó nhanh, còn không thì đi ra mấy cái bãi quái đồ trên đồ cho nó lên 30 xong cắn đá Okami đồ này nọ đó. Bánh Okami rồi lên level nhanh liền. Trời ơi tao cởi rồng còn chưa thấy gì nữa. Ok ui đi giết lợn rừng. Giờ thì chạy hết nhiệm vụ này là lên level cao à. Còn không thì kiếm mấy bãi quái mà quăng ở đó khoảng dựng tiếng hồ sau quay lại thì chắc là lên được level 30 à. Nhưng mà hơi sáng sớm thì up sớm để cho anh em nào có vào đua top đồ này nọ ha, trải nghiệm cuối tuần hãy ha. Hôm nay cũng thứ bảy thì cũng có nhiều anh em là dạo này thì thấy thứ bảy thì cũng nhiều người không đi làm lắm. Nay chuyển sang là làm 5 ngày hả? Như 5 ngày. Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Trời ơi, giờ đi làm sướng không? Nhưng mà không phải chỗ nào cũng được vậy. Ok. Mấy ngày cuối tuần thì game cũng bình thường, cũng ngon. Có game đua top, có game anime, có game lạ. Và đây là một trong số những con game lạ. Ủa sao nó không phụ đi cho lẻ ta? Ơ kìa, hí chủ, sao hí chủ không phụ đi cho lẻ? Dạ, tính ra là treo phó bản là nó sẽ lên level nhanh hơn nha các bạn ơi. Ok, hồi nãy quên quay cái cảnh nạp cho các bạn. Tốt kiếp đồ thì hồi nãy nhập hết rồi ha. Thường là heo sẽ kiếm cái hình như là lên cao là còn mở cái phó bản ngay ship nữa chạy cho nó nhanh chứ. Tính ra đi trên phó bản nó nhanh hơn chứ. Có lòng đi trên quái được nhanh hơn. Nè trên thì các bạn đi kiếm mấy cái bãi đâu mẹ nữa rồi. Điểm danh. Đây thần binh nữa nè ha. Quà tiêu hàng ngày nữa nè. Đây nè đi mấy cái phó bản này nè. Mấy cái ải này nè. Phó bản thí luyện thần cung rồi nè ha. Quyền bột phái tăng 30% mấy ship nè. Có lòng 30 nhân 30 chứ. Ok. Rồi anh em nào có chơi thì có thể tải về trải nghiệm nha. Phi cho chúng ta được tới 60 triệu kim nguyên bảo hường, 60 triệu kim nguyên bảo khóa lận nha các bạn ơi. Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn.